Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số bài tập về 2D ở trong CAD. Rồi, bài đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái bài này. Một phương pháp vẽ thì chúng ta sẽ vẽ 1/4 ở bên này. Sau đó chúng ta sẽ đi ra qua. Rồi, ta bắt đầu. Những bài đầu này thì mình sẽ trình bày cho các bạn rất là kỹ, các bạn chú ý quan sát. Đầu tiên ta nhập vẽ những cái đường tròn ở chính giữa phi 32 đúng không? Ta nhập chữ D này, enter, nhấn 32, enter. Rồi ba hai bốn hai ba hai tám mươi, tiếp tục enter lấy lệnh này, nhấn đây d bằng 42, enter. Rồi tiếp tục chúng ta vẽ những cái đường này, chúng ta ray ra này. Rectangle bạn chọn tầm, nhấn giữ control, nhấn chuột phải chọn center, rồi nhấn nhấn t k trước, enter, chọn tầm. Năng lượng là 3 đúng không? 3. Rồi cho nó bạn nhấn enter 2 lần. Một lần, hai lần. Rồi ta nhập lên đây là 6. Enter. Rồi các bạn trim đi cho mình. Trước khi trim thì các bạn phá khối đi. Nhấp nhập chữ X vào. Rồi cho nó bạn trim. Trim những cái thành phần này. Ok, này các bạn xóa đi, enter. Rồi các bạn chọn những đường này, bạn nhập AR, enter, chọn OL, chọn tâm, xoay, nhấn chọn center này, xong rồi. Rồi 6 chưa? Ok. Rồi AC kết thúc lại. Okay. Rồi sau đó các bạn xóa những cái đường biên đi, tiếp tục block. Rồi tiếp tục trim đi, trim những cái thằng này đi. Tiếp tục trim những thằng này đi. Đó. Rồi những cái đường tâm thì chúng ta đã vẽ xong rồi, tiếp tục chúng ta vẽ hai đường tròn này, hai đường tròn này 20 30 ra đoạn là 70 này. Rồi các bạn nhập C enter này, nhập TK enter này, bắt tâm ra đoạn là 70, không to đâu, không to đâu, ra đoạn 70, nhập 70, enter hai lần. Rồi nhập vào đây, nhập đây là R20, enter. Rồi tiếp tục các bạn enter lấy lại lệnh này, vẽ đường tròn tiếp theo là 15, enter. Rồi tiếp theo 15 và 21, 50, 60, tương tự các bạn nhập C enter và nhập TK enter, chọn tâm đây, phóng to ra, zoom to ra để nó bắt. Rồi các bạn nhập vào đây là 60, enter hai lần. Rồi các bạn nhập vào đây là R21 và R15 đúng không? Enter. Rồi các bạn enter lấy lệnh này. Làm đây 15, enter.
Rồi bạn quét chọn này. Mua qua một đoạn là 50. Enter. Rồi. Nó vẽ đường họ tiếp tuyến hai đường tròn này. Rồi lấy lại line enter này. Nhập tang enter. Chọn tròn thứ nhất. Nhập tang enter, chọn đường tròn thứ hai. Ok. Rồi. Rồi 20 đúng không? Đường tròn tiếp tuyến chúng ta nhập lại select rồi ta nhập vào đây 20 enter rồi chọn đường tròn thứ nhất chọn đường tròn thứ hai enter xong EC kết thúc lại rồi chúng ta quét chọn những phần này chúng ta mirror qua bên này enter rồi các bạn chọn hết ta mirror qua kia. Ok, vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái bài tập này rất nhanh chóng đúng không? Rồi bây giờ bạn tạo cho mình những cái đường tâm. Trước tiên chúng ta chọn đường nét, chúng ta chọn đường nét đi, nhập lại center enter, chọn những đường tròn này. Enter. Rồi. Xong đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lên kích thước của nó. Lên kích thước thì các bạn chọn kiểu kích thước trước. Các bạn chọn annotated này, annotated này. Rồi các bạn ở đây các bạn chọn màu cho nó. Mình hay thích màu xanh này. Ok, chọn đây second. Rồi sau đó các bạn chọn đường kích thước này. Rồi các bạn nhấn dim enter chọn rồi chúng ta bắt kích thước ta nhấn control nhấn chữ phải chọn center ok tương tự nhấn chữ phải chọn center ok rồi tiếp tục chọn nhấn chữ phải chọn center. Rồi bên này cũng tương tự nhấn chuột phải chọn center rồi khoảng cách từ đây tới đây ok chuột phải chọn center rồi bạn bắt lên đây. Rồi xong rồi bây giờ ta nhấn like way người ta hiện đường nét ra hit play ok đó rồi bây giờ chúng ta có thể in nó ra đúng không? Đây mình chèn một cái khung vào XR mình sử dụng loại XRF ở đây mình sử dụng loại này có bạn có thể tạo riêng một cái khung trước cũng được hoặc là copy vào cũng được còn đây mình sử dụng loại XRF ok
Rồi bạn tắt này đi. Rồi các bạn zoom. Bạn nhấn A. Đây, cái khung tên của ta đây. Chúng ta có thể cách nào cũng được. Bây giờ mình mũ này vào. M Enter này. Để chọn bỏ chế độ F8 đi. Đây rồi. Hơi to so với cái này. Ok, vậy thì các bạn chọn hết cái này, các bạn phóng nó lên 2 lần SC Enter này, rồi các bạn chọn đây, bật bật này lên, bạn nhập cho mình là 2 Enter rồi. Tiếp tục các bạn mua này lên, mua lên vị trí này chính giữa là được. Ok rồi, lờ anh thôi, hoàn chỉnh ra một tí cái đường nét của nó, chúng ta quan sát nó dễ hơn. À, nó đậm mình cho là 0.0.5 đi. Đường hai lần này 0.25 đi. Rồi. Ok. Đó, hoàn thành. Ta là cái này, mình chọn đường kích thước luôn. Đường kích thước. Rồi, 25 rồi. Ok. Rồi. Đây mình chọn là đường bao đi. Đậm đi. Rồi ok. Rồi sau đó các bạn in nó ra. Các bạn in nó ra, các bạn nhấn Ctrl P hoặc là nhấn PLO cũng được. Mình nên nhấn PLO nhé. Enter. Rồi các bạn chọn này, các bạn chọn kiểu mình thiết lập sẵn ở đây có kiểu này rồi, kiểu A4 này rồi, 297 20. Ok, đúng là Windows. Và đầu tiên chúng ta cứ quét đại đi, rồi chúng ta chọn center the plot này, ta chọn fit này, rồi chúng ta chọn net in nó, là mình in trắng đen thôi. Ok rồi các bạn quét chọn lại một lần nữa. Đây chúng ta phóng dùng phóng to ra, chúng ta quét chọn cho chính xác vào, rồi tiếp tục dùng to ra. Ok rồi các bạn review này, coi trước này, rồi nó qua này, ok rồi đúng không? Rồi ta nhấn plot, rồi ta nhập đây là 2D đề số 1 chẳng hạn. Enter. Đó, chúng ta quan sát cái kết quả này. Mình to ra. Đó. Về đường nét này. Đúng không? Đường nét 0.25 này. Đường bao là 0.5 này. Đó, ta quan sát. Rồi, ok. Mình kết thúc video này tại đây.